Một mùa Giáng sinh nữa lại đến. Từ nhiều ngày trước đó, đường phố Hải Phòng đã đẹp lung linh chờ đón một đêm Giáng sinh an bình và ngập tràn yêu thương của lễ Noel 2012. Ông già Noel, những cỗ xe tuần lộc, cây thông, những món quà lấp lánh, đó là những hình ảnh của mùa Giáng sinh kéo không khí Noel tràn khắp Hải Phòng. Nhiều cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn trang hoàng rực rỡ với cây thông Noel, đèn điện lung linh mừng đón Giáng sinh, vừa đón chào năm mới 2013. Tối 24 tháng 12, không khí tưng bừng của ngày lễ Giáng sinh năm 2012 tràn ngập mọi nẻo đường trung tâm thành phố. Từ 20 giờ, nhiều tuyến phố trong khu vực nội thành như phố Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, nơi có tòa giám mục và nhà thờ chính Hải Phòng, các phố Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Cầu Đất, người đi chơi ngày lễ Giáng sinh tấp nập, ai cũng ăn mặc đẹp, nét mặt tươi vui, phấn khởi. Tại 137 nhà thờ của 137 xứ họ và các nhà thờ của Đạo Tin Lành trên địa bàn thành phố, việc trang hoàng đã hoàn tất cách đây mấy ngày. Dàn thánh ca của nhà thờ chuẩn bị nhiều tiết mục phục vụ đêm thánh lễ Giáng sinh. Hàng vạn người gồm các giáo dân Công giáo, tín hữu Tin Lành và người dân không theo đạo đã đến đây để tham gia. Thời tiết đêm Giáng sinh không quá lạnh, rất thuận lợi cho người dân ra đường, đến các nhà thờ vui đón Giáng sinh. Nhiều nam thanh nữ tú tranh thủ mua sắm những món quà nhỏ ý nghĩa tặng người thân. Lực lượng cảnh sát giao thông có mặt trên các tuyến đường, bảo đảm an toàn trật tự. Tại giáo xứ Xuân Điện, xã Hòa Bình, Vĩnh Bảo, khắp các tuyến đường dẫn tới nhà thờ Xuân Điện được bà con giáo dân trang trí đèn, hoa, rực rỡ, trang hoàng. Không khí đón lễ Giáng sinh của bà con giáo dân diễn ra tưng bừng, vui vẻ. Đây là năm đầu tiên nhà thờ Xuân Điện tổ chức lễ Giáng sinh với quy mô lớn cho bà con giáo dân địa phương. Việc chuẩn bị đón Giáng sinh được xứ đạo và bà con giáo dân triển khai sớm và phấn khởi. Bà con hồ hởi cùng nhà thờ tổ chức trang trí, tập văn nghệ chào mừng đêm Giáng sinh. Năm ngoái thì ở đây cũng bình thường thôi, nhưng năm nay là có cha xứ mới. Nên năm nay cũng thấy phát triển hơn rất nhiều. Không còn là ngày lễ trọng riêng của người phương Tây, cư dân Thiên Chúa giáo. Lễ Giáng sinh giờ là của mọi người, mọi nhà. Người Hải Phòng lại có một thêm một mùa Giáng sinh tràn đầy sắc màu và ý nghĩa.